Phật dạy, này thiện hiện đại Bồ Tát ấy khi tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng hoại tướng cũng chẳng hoại ý tưởng về tướng chăng? Thiện hiện đáp, đại Bồ Tát ấy khi tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa chẳng nghĩ thế này, ta sẽ hoại tướng và hoại ý tưởng về tướng, cũng chẳng nghĩ thế này, ta sẽ hoại vô tướng và hoại ý tưởng vô tướng, vì đối với tất cả pháp không có phân biệt vậy. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, tuy có thể xa lìa các sự phân biệt như thế, nhưng vì đối với vô lượng thủ thắng công đức của 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, vân vân, chưa viên mãn nên chưa chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo vi diệu, do sức phương tiện thiện xảo này nên đối với tất cả pháp chẳng thù chẳng hoại. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì đại Bồ Tát ấy biết tự tướng của tất cả pháp là không. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy an trụ trong tự tướng không của tất cả pháp, vì nguyện lực đại bi độ các hữu tình nhập vào ba pháp, pháp tam ma địa, thôi thúc nên dùng ba thứ định này thành thục hữu tình. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy, vì sao nhập ba pháp tam ma địa này để thành thục hữu tình? Phật dạy, này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy an trụ tam ma địa không? Thấy khi các hữu tình phần nhiều chấp ngã nên dùng sức phương tiện giáo hóa khiến an trụ tam ma địa không? Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy an trụ tam ma địa vô tướng, thấy các hữu tình phần nhiều tu hành hình thức nên dùng phương tiện giáo hóa khiến an trụ tam ma địa vô tướng. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy an trụ tam ma địa vô nguyện, thấy các hữu tình phần nhiều mong muốn an vui nên dùng sức phương tiện giáo hóa khiến an trụ tam ma địa vô nguyện. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, nhập ba pháp tam ma địa này thành thục hữu tình như thế. Bấy giờ cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi cụ thọ thiện hiện, thưa ngài thiện hiện, nếu đại Bồ Tát ở trong mộng nhập ba pháp tam ma địa này, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa có tăng thêm lợi ích chăng? Thiện hiện đáp, thưa ngài Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát vào lúc ban ngày nhập ba pháp tam ma địa này, thì đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa có tăng thêm lợi ích, thì ở trong mộng họ có nhập cũng có tăng thêm lợi ích. Vì sao? Thưa ngài Xá Lợi Tử, vì ban ngày cùng trong mộng không sai biệt. Thưa ngài Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát ban ngày tu hành bát nhã ba la mật đa mà đã gọi là tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì đại Bồ Tát ấy trong mộng tu hành bát nhã ba la mật đa cũng gọi là tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa. Ba pháp tam ma địa đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể làm tăng thêm lợi ích cũng giống như vậy. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, các đại Bồ Tát trong mộng tạo nghiệp có tăng thêm hoặc tổn giảm lợi ích chăng? Phật dạy, hữu vi là hư vọng chẳng thật, như việc làm trong mộng thì tại sao hành động kia có thể tăng hoặc giảm? Vì sao? Vì chẳng phải đối với các việc đã làm trong mộng có thể tăng thêm lợi ích hoặc có thể tổn giảm, mà ngay đến khi tỉnh nhớ tưởng phân biệt việc làm trong mộng cũng có sự tăng giảm. Thiện hiện đáp, có các người ban ngày giết hại sanh mạng kẻ khác, rồi vào ban đêm trong mộng nhớ nghĩ phân biệt, tự mình rất vui sướng. Hoặc có người mộng thấy giết người, tưởng là khi tỉnh phát sanh vui mừng, hai nghiệp như thế, theo ý ngài thì sao? Xá Lợi Tử đáp, không có cái sở duyên, thì hoặc suy nghĩ hoặc hành động đều chẳng phát sanh được. Cần có sở duyên thì suy nghĩ và hành động mới phát khởi. Trong mộng suy nghĩ và hành động duyên vào đâu mà sanh? Thiện hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, hoặc mộng hoặc tỉnh không có cái sở duyên thì suy nghĩ và hành động chẳng sanh, cần có sở duyên thì suy nghĩ và hành động mới hiện khởi. Vì sao? Thưa ngài Xá Lợi Tử, hoặc mộng hoặc tỉnh cần phải ở trong pháp kiến văn giác tri, có sự chuyển biến của nhận thức, do đó mới khởi nhiễm hoặc khởi tỉnh. Nếu không có các pháp thấy nghe hiểu biết thì không có sự chuyển biến của nhận thức, cũng không nhiễm không tỉnh, do đó nên biết hoặc mộng hoặc tỉnh có cái sở duyên thì suy nghĩ và hành động mới khởi, không có cái sở duyên thì suy nghĩ và hành động chẳng phát sanh. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, Phật dạy tư duy và tạo tác đều lìa tự tánh thì tại sao có thể nói có sở duyên hiện khởi? Thiện hiện đáp, tuy các tư duy tạo tác và pháp sở duyên tự tánh đều là không, nhưng do tự tâm thủ tướng phân biệt nên nói tư duy tạo tác có sở duyên mới sanh, nếu không có sở duyên thì tư duy và tạo tác không khởi.
Bấy giờ cụ thọ xá lợi tử hỏi cụ thọ thiện hiện: Nếu đại Bồ Tát trong mộng tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, đem thiện căn này ban cho các hữu tình đều có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì đại Bồ Tát ấy có phải thật hồi hướng đại Bồ Đề chăng? Khi ấy cụ thọ thiện hiện nói với xá lợi tử: Đại Bồ Tát từ thị từ lâu đã được thọ ký bất thối chuyển, chỉ còn cách một đời nữa nhất định sẽ thành Phật, đủ khả năng khéo léo trả lời tất cả nạn vấn. Hiện tại trong pháp hội này ta nên thỉnh vấn ngài bổ sứ Từ Tôn, nhất định sẽ trả lời. Khi ấy xá lợi tử theo lời thiện hiện cung kính thỉnh vấn Bồ Tát Từ Thị. Khi ấy Bồ Tát Từ Thị nói với xá lợi tử: Gọi tên là những pháp gì để Từ Thị ta có thể giải đáp? Là sắc chăng? Là thọ tưởng hành thức chăng? Là cái không của sắc chăng? Là cái không của thọ tưởng hành thức chăng? Và lại sắc chẳng có thể giải đáp, thọ tưởng hành thức cũng chẳng có thể giải đáp. Cái không của sắc chẳng có thể giải đáp, cái không của thọ tưởng hành thức cũng chẳng có thể giải đáp. Vì sao? Này xá lợi tử, ta hoàn toàn chẳng thấy có pháp nào năng giải đáp, có pháp nào sở giải đáp. Chỗ giải đáp, thời gian giải đáp và do đó mà giải đáp cũng đều chẳng thấy. Ta hoàn toàn chẳng thấy có pháp năng thọ ký, có pháp sở thọ ký, chỗ thọ ký, thời gian thọ ký và do đó mà được thọ ký cũng đều chẳng thấy. Vì bản tánh của tất cả pháp đều không, hoàn toàn không sở hữu, không hai, không phân biệt, rốt ráo suy vi, chẳng thể nắm bắt được. Khi ấy xá lợi tử lại hỏi Đại Bồ Tát Từ Thị, pháp mà ngài đã nói, có phải đúng như ngài đã chứng chăng? Đại Bồ Tát Từ Thị nói, pháp mà ta đã nói chẳng phải như pháp đã chứng. Vì sao? Này xá lợi tử, vì pháp mà ta đã chứng là bất khả thuyết. Khi ấy xá lợi tử lại nghĩ thế này, Đại Bồ Tát Từ Thị trí tuệ sâu rộng, tu tất cả pháp, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa viên mãn từ lâu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với các câu hỏi có thể giải đáp như thế. Lúc bấy giờ, Phật bảo xá lợi tử, này xá lợi tử, theo ý ông thì sao? Ông do pháp ấy mà chứng đắc quả A-la-hán, có thể thấy pháp này là có thể nói chăng? Xá lợi tử đáp, bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không. Phật dạy, này xá lợi tử, các pháp đã chứng của các đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa cũng lại như vậy. Này xá lợi tử, đại Bồ Tát ấy chẳng nghĩ thế này. Ta do pháp này sẽ được thọ ký, ta do pháp này hiện được thọ ký, ta do pháp này đã được thọ ký. Chẳng nghĩ thế này, ta do pháp này sẽ được chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này xá lợi tử, đại Bồ Tát ấy tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng sanh do dự là ta đối với quả vị giác ngộ cao tột là đắc hay là chẳng đắc. Chỉ nghĩ thế này, ta đối với quả vị giác ngộ cao tột nhất định sẽ chứng đắc. Này xá lợi tử, đại Bồ Tát ấy tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, nghe pháp sâu xa, tâm vị ấy chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ đối với sự chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Cũng chẳng sợ sệt, quyết định tự biết là ta sẽ chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột.